Con có một câu hỏi muốn hỏi sư, tại sao dạy một đứa trẻ thời nay dễ hơn một đứa dạy một đứa trẻ thời xưa dễ hơn một đứa trẻ ngày nay? Sư hỏi thiệt là chắc không? Chắc không? Không tin về hỏi má mình coi hồi xưa má mình dạy mình nó sướng nó khổ. Có khi hồi xưa má mình dạy mình là cũng khổ chừng ăn chăn quấn lắm chứ không phải là chuyện thường đâu nghe. Cho nên là hỏi hỏi thiệt là thứ nhất là hỏi chắc không á. Cái thứ hai là mình phải có một cái sự thống kê kìa. Chứ còn mình không thể nói chung chung được. Thí dụ ha, thí dụ như hồi sáng sư nói đó, có những người chia sẻ là phải nói con nít bây giờ đó đánh không dám đánh, mắng không dám mắng, mà nói cũng không dám nói, tại vì nói nó một tiếng không vừa ý là nó nhảy lầu đó. Thì nếu như mà trong những trường hợp như vậy á, thì mình cũng phải thống kê cái gì, là những cái trường hợp mà những cái bạn trẻ ha, những trường hợp những bạn trẻ mà nghỉ quẩn á, theo mỗi năm thì cái con số nó là như thế nào. Ví dụ như năm năm 90 con số là bao nhiêu, rồi tới năm 91, 92, rồi tới năm 2000, rồi tới năm 2020, thì một con số dài suốt mấy mươi năm như vậy thì mình nhìn vào những con số đó mình mới có được một cái nhìn tổng quan. Còn mình thì mình cũng gọi là mình bị thiên lệch đó. Tức là mình chỉ nhìn cái sung sướng thôi chứ mình không nhìn cái cực khổ. Mình nhìn thấy bây giờ mình nuôi con nít nó quải quá mà mình không biết hồi xưa má mình có khi cũng kêu trời với mình. Thì mỗi thời đại đều có vấn đề của mình nha. Còn cái này là cái mà sư nói về một cái luận điểm mà đưa đến cái sự tương đối là nó đồng thuận với cái quan điểm này, tức là nuôi những đứa trẻ bây giờ nó khó hơn hồi xưa. Đó là khi mà cái dục của chúng sanh càng ngày càng nhiều thì tâm của chúng sanh càng ngày càng yếu. Khi mà cái dục tăng trưởng thì người ta sẽ có khuynh hướng hưởng dục, và người mà khi họ hưởng dục càng nhiều thì tâm của họ sẽ càng ngày càng yếu đuối. Cái sự hưởng dục ở đây đó là bao gồm, quý vị thấy là bây giờ có rất rất nhiều những cái phục vụ cho nhu cầu giải trí của các giác quan. Mình muốn nhìn là đủ thứ cái để mình nhìn nha, mà mình muốn nghe là có đủ thứ cái để mình nghe, từ cái nhạc Tây nhạc ta, rồi nhạc này nhạc nọ có đủ hết. Rồi mình muốn nếm có đủ thứ để mình nếm, từ trong nước ngoài nước, món món ta món tàu đó. Rồi nói chung là tất cả các nhu cầu hưởng thụ của thế gian này bây giờ nó đẩy cái dục lên, chúng sanh lên rất là cao. Mà khi sư nói cái dục, nhớ là sự hưởng thụ lạc thú các giác quan, chứ đừng có nghĩ chỉ riêng mỗi vấn đề nam nữ. Mà khi cái dục nó lên như vậy đó, người ta bị cuốn lôi theo nó. Hồi xưa những cái đứa nhỏ nó chỉ giỏi lắm nó chơi cò cò, chơi nhảy dây. Thời của sư thì cả cái xóm chung cư chỉ có mỗi một cái tivi, ở dưới lầu một cái tivi, ở trên lầu một cái tivi. Mỗi lần mà ở trong nhà đứa nhỏ nó mở tivi là cả xóm mấy đứa con nít nó bu lại nó coi. Nó không có nhiều cái giải trí như bây giờ, mà nó chỉ là nhảy dây nè, rồi xóm tập mấy đứa nó tập trung lại là nhảy dây nè, chơi cút bắt trốn tìm, thì cái nhu cầu giải trí nó rất là ít ỏi. Còn thời nay mỗi đứa cầm cái điện thoại, nó khác nhau nhiều lắm. Mà khi cái dục nó lên như vậy đó, dục nó tăng trưởng nhiều như vậy, nhiều sự hưởng thụ như vậy, tự nhiên thôi tâm của chúng sanh trở nên yếu đuối. Mà khi tâm trở nên yếu đuối rất là khó để mà chịu được những cái sự thử thách của thế gian, mà thế gian xưa giờ có bao giờ thiếu thử thách đó. Cho nên cái căn bệnh là căn bệnh trầm cảm, là căn bệnh của thời đại.
thời nay người ta trầm cảm nhiều, thì cái này là mình phải đồng ý. Cái thống kê về cái việc tự tử ở người trẻ thì sư không có nghiên cứu, nhưng mà cái sự trầm cảm nhiều, mà những cái đó nó biểu hiện của cái gì? Của cái việc hưởng dục quá nhiều. Rồi, bây giờ mình đã đưa ra cái lý do rồi, thì cái giải pháp là cái gì? Bây giờ mình có cắt bớt được hay không? Sư e là hơi khó. Mà bây giờ làm sao để mình tăng cường cái khả năng tự chủ trước các dục, dù là từ người trẻ cho đến người già, từ người lớn tuổi cho đến là người nhỏ tuổi, vẫn cần phải có sự rèn luyện nội tâm để mình có thể tự chủ trước các dục. Và nhờ như vậy đó, mình có thể tự chủ trước các cái sự tấn công từ bên ngoài, các cái áp lực từ bên ngoài. Bằng cách nào? Bằng cách thực hành thiền chỉ và thiền quán. Quý vị có thể tham dự, hoặc là cho con em của mình tham dự các cái khóa tu thiền mà nó ngon lành nha, chứ còn ba cái khóa trời ơi sư không nói. Thì như vậy đó, nó sẽ cải thiện rất là nhiều. Nhưng mà sư nói tiểu đường á, thì mình uống thuốc tiểu đường thì cũng được, nhưng mà mình cái thứ này là phải kiêng đồ ngọt thì nó mới có cơ nó đổi nha. Chứ còn mà mình vừa ăn đồ ngọt, cứ vớt một cái bánh gato, sau đó là mình vớt mấy viên tiểu đường, thì sư e là chết sớm. Đó. Thì cái vấn đề là chúng ta phải ráng làm sao ly dục càng nhiều càng tốt. Đó là cái chính. Chứ còn mà mình tu thiền thì vẫn đi tu thiền. Nhưng mà mình hưởng dục thì mình vẫn cứ hưởng dục, thì sư e là cái hiệu quả nó sẽ hạn chế. Không biết về vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Dạ, thưa Đức, sư đi quý vị. Khi mà sư đọc cái câu hỏi này nè, nói thiệt quý vị nha, là sư, thì bản thân sư sẽ cảm nhận cái câu hỏi này á, nếu mà nói để phân tích á, để phân tích đó nha, để phân tích ra để cho nó gọi là tạm gọi là tường tận, chắc có thể là một bài pháp luôn, mà pháp có thể là 1 tiếng hay 2 tiếng luôn, hay là có thể nếu mà sư giải đắc hành tuệ mà ngồi phân tích cái câu hỏi này chắc nó thành một cái talk show cả tiếng luôn. Bởi vì sao? Bởi vì á, trong câu hỏi này á, để sư đọc câu hỏi chậm rãi, quý vị sư phân tích từng cả từng cái từ từ từng chữ mà cho quý vị biết cái câu hỏi này như thế nào nha. Ở đây là vị này hỏi là cũng hỏi sư tại sao một đứa trẻ một thời xưa dễ dễ đây gì ta, dễ hơn một đứa trẻ thầy tại sao dạy một đứa trẻ thời xưa dễ hơn thời nay. Ngay cả cái việc mà vấn đề mà thời xưa thời nay á, nó là một khó vấn đề rồi. Rồi quý vị đã nói là từ dạy, từ dạy để quý vị nó quá chung chung đi, quá chung chung, nó quá là trừu tượng, nó rất là mông lung lung đi. Thì quý vị dạy dạy cái gì? Không, quý vị đang dạy là dạy, quý vị đang hướng dạy đứa trẻ này là về cái pháp của thế gian hay là cái pháp về về xuất thế gian? Không, quý vị dạy, quý vị mong muốn dạy cái đứa trẻ này nè, quý vị đang hỏi cái dạy cái đứa trẻ này nè, về cái thời xưa, cái nghĩa là quý vị cũng dạy dạy cái đứa trẻ này nó dễ nè, là theo cái phương diện mà giống như thế gian, có nghĩa là thế gian á, thế gian chỉ nói đó là tại sao mà dạy nó không nghe lời, nó không nghe dạy, nó học nó không thông minh, không, rồi giờ sao chăm lo nó về thể chất nó lại không chịu. Đó là cái cạnh thế gian, nó là nếu mà nói về cái cạnh thế gian thì ôi nó đủ thứ chuyện rồi, dạy sao nó chậm hiểu vậy đó, như vậy rồi. Rồi kia lại cái cạnh Phật pháp nữa, pháp là tại sao, thí dụ quý vị nó hỏi là tại sao một đứa trẻ mà cái cạnh về dạy về cái cạnh Phật pháp thì nó lại thời xưa khó hơn hay dễ nào, dễ hơn, thì quý sư còn trong cái cạnh Phật pháp, quý sư còn dễ. Quý vị hỏi là chỉ phải hỏi rồi dạy à. Rồi riêng á, quý vị hỏi câu á, là dạy mà quý vị dạy với cái gì, dạy với cái tâm gì nữa, dạy dạy với cái nhu cầu gì nữa. Ví dụ cái việc dạy của quý vị, cái khả năng của đứa trẻ nó sinh ra nó chỉ là học tới lớp 12 thôi, quý vị á, muốn dạy nó là phải mày phải là giáo sư tiến sĩ, hay là nhà khoa học, hay là phi hành gia, hay là bác sĩ, đúng không?
rồi khả năng nó không đạt cái đó, vì 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 mới nói là cái chi xa xa hồi xưa dạy dễ mà sao thầy này dạy khó đó, vì vị thấy nhiều khía cạnh chưa đó. Nhưng mà cơ bản á, sư nói cho quý vị có một gợi ý cho quý vị, khi mà nói về thầy xưa thầy nay á, thầy xưa hay thầy nay, thì trong chú giải á có nói một cái điều này, chúng sanh á, chúng sanh nhân loại á, nó có ba thời kỳ. Thời kỳ á có ba thời kỳ như vậy, có cái thời kỳ á mà người ác nhiều hơn người thiện, có thời kỳ người thiện nhiều hơn người ác, và có thời kỳ thiện ác bằng nhau. Thì nếu mà nói là cái người nào mà dễ dạy hơn là phải ý cứ vào cái thời nào mà người nào người thiện nhiều hơn, người thiện á nhiều hơn, thì thời đó mới là gọi là những người đó mới là dễ dạy hơn. Không, người thiện nhiều hơn mới là dễ dạy hơn quý vị. Quý vị nói dễ dạy với cảnh thế gian mà toàn bởi vì ngay vào cái thời ác không à, ngay vào từ người ác không à, có nghĩa là có thể thông minh về thế gian, có nghĩa là sáng chế ra những cái nhu cầu phục vụ cho đời sống, phục vụ cho cái ngũ dục, có nghĩa là cái hình ảnh đẹp đúng không, rồi thức ăn ngon, rồi những cái xúc chạm mà nó dễ chịu đúng không? Rồi nghe những âm thanh giống như Đức Hạnh Tuệ đó. Nhưng mà cái đó là toàn là bất thiện không, toàn là thọ hưởng đắm chìm ngũ dục không. Cho nên á, câu hỏi này một lần nữa sư chỉ đưa cho quý vị, nếu mà nói xác định thời xưa thời nay, quý vị phải nhắm được là con người mình sinh vào thời nào, xác định là thời nào thì mình mới xác định được không, thời nào nếu mà nói dễ dạy, thời nào người thiện nhiều mới là thời đó dễ người dễ dạy thưa quý vị. Còn nếu mà nói là người thời mà người ác nhiều, mà người ác nhiều nhưng mà nó thông minh, trí thông minh về thế gian, thì cũng không gọi là người dễ dạy. Còn cái việc á mà dễ dạy khó dạy á, là quan trọng cái tâm quý vị á. Tâm quý vị có dễ dạy không? Nếu mà tâm quý vị là một người dễ dạy thì quý vị nhìn nhìn cái cảnh bên ngoài á, quý vị nhìn á một đứa trẻ cho dù nó thông minh, nó không nó, cho dù á nó không thông minh, cho dù nó có sự ngang bướng, cho dù nó có thể cãi 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 mình, nó không theo mình, theo ý mình, thì á nó vẫn là đứa dễ dạy. Còn quý vị á, nhìn quý vị cái nội tâm quý vị ở đây phiền não để chất chứa phiền não đúng không, quý vị khắt khe ngay chính bản thân mình, cho dù đứa trẻ đó đó nó có thông minh về mặt thế gian, nó có thể là học vấn cao, nó phải sống tốt, nó có thể là theo đạo, nó có thể là hướng về đạo, hướng về điều thánh thiện, thì quý vị nói là mày tối ngày mày theo mấy ông thầy chùa hay là cái kiểu này nó không, thì cho quý vị đó là khó giải đúng không ạ. Nên quan trọng nhất á thì vẫn là cái nội tâm mình, bởi vì suy xét ba thời mà đã sư nói, cho nên nó tóm lại là câu hỏi này quá rộng quá rộng quá rộng, sư chỉ có thể là khả năng sư đã nói là sư cố gắng dùng hết khả năng sư để trả lời như vậy thôi. À, cũng xin kết thúc câu trả lời đi. Ừ, phải nói là Đại Đức Tuệ Tường mở ra thêm rất là nhiều những cái vấn đề mới để quý vị thấy là cái gọi là con ngoan mà trò giỏi ở trong đạo Phật thì nó không có giống như là cái khái niệm mà con ngoan trò giỏi ở thế gian đó. Thì và cái do cái vấn đề này nó cũng rất là nhiều cho nên là có lẽ chúng ta chỉ dừng sơ khởi ở đây thôi. Có cơ hội thì chúng ta sẽ bàn nó sâu hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ qua cái câu hỏi tiếp theo.